Hello, chào anh em đã quay trở lại với channel của Minh Tú Vlog. Hôm nay thì em đang có mặt tại Út Xăng 470 ở Diễn Châu, Nghệ An để bàn giao hai con máy cày Kiseki TU240 hai cầu trợ lực lái. Con máy này là thông số lốp em sẽ nói qua cho anh em luôn là 11.4, 11.2 trừ 24 và lúc trước là 8 trừ 16. Anh em có thể coi về bốn quả lốp của hai con máy này thì lúc bãi nguyên chất đang còn rất đẹp, về máy móc thì đang còn rất đẹp nha anh em, quả lốp nó đang còn rất ok này, dàn phay dàn trượt kim máy đang rất đẹp này. Dàn phay đang còn rất mới nhá. Hai con này để em đã bảo dưỡng lại và mới giao cho khách được một ngày, khách đang còn kêu thử bên em đến để thay dầu máy động cơ. Thì chúng em đi đến đây thì lại gặp hai bác đang đổ dầu ở của Út Xăng nên là vào để quay cho anh em luôn về con máy. Hai con này thì em mới ra đi cách đây được một tuần thôi anh em. Về máy móc thì cam kết cho anh em là máy bãi đẹp nguyên zin đấy, zin đét luôn nha anh em. Máy móc thì còn rất đẹp, nổ phát là chạy luôn, không phải hâm hụt gì hết. Cơ bản cái dòng này nó có nhiều ưu điểm lắm, máy móc thì chạy khá là nhanh. Anh em thì có thể tham khảo về dòng hai cầu trợ lực lái này, dàn chới thì bao cam kết đẹp luôn. Nói chung thì về hai con máy này thì không thể chê được đâu anh em ạ. Trước khi bàn giao thì khách đã chốt trong một nút nhạc. Anh em có nhu cầu mua máy cày thì có thể liên hệ số điện thoại là 0354715098, em sẽ tư vấn về các dòng máy cày. Ngoài máy bãi ra em bên em cùng bàn máy mới nha anh em. Chào anh em nhé, anh em có thể liên hệ số điện thoại là 0354715098, công ty anh Minh Tú Hiền. Hẹn gặp anh em trong một clip mới nhất của công ty ạ. Chào anh em.